Hồi 42 Đừng nghĩ tới những gì bỏ lại phía sau Nhà liên kim Đang đã nói khi họ cởi ngựa Đi trên sa mạc Mọi sự đã được ghi khắp vào tâm linh của vũ trụ Và sẽ tồn tại vĩnh viễn Con người mơ ước được trở về hơn là ra đi Cậu nói và đã thấy quen lại với sự yên ắng của sa mạc Nếu những gì ta tìm thấy là thật Là vàng rồng thì chúng ta sẽ không bao giờ hư hao bất cứ lúc nào ta quay về thì chúng vẫn còn nguyên vẹn đó còn nếu chúng chỉ là thoáng qua như hình ảnh sau băng thì khi trở về ta sẽ chẳng tìm thấy gì nữa cả nhưng dẫu sao cậu cũng đã được sống cái phút thoáng qua ấy và bấy nhiêu đã là quý rồi ông dùng thuật ngữ của sứ giả kim nhưng cậu hiểu ông muốn ám chỉ Fatima. Xong không thể nghĩ đến những gì mà cậu đã bỏ lại phía sau thì thật là khó. Cảnh vật đơn điệu của sa mạc khiến cậu nghĩ vẫn vơ. Cậu như thể vẫn thấy trước mắt rừng trà là tiếng nước và khuôn mặt của người con gái mình yêu. Anh chàng người anh thì bên lò thí nghiệm và người phu lạc đà với những tư tưởng cao siêu bậc thầy mà không tự biết có thể nhà luyện kim đang chưa từng yêu bao giờ cậu nghĩ ông cởi ngựa chạy phía trước con chim ưng đậu trên vai con chim hiểu rõ ngôn ngữ của sa mạc nên mỗi khi họ dừng chân thì nó đều bay đi tìm mồi để săn ngày đầu nó tha về một con thỏ hôm sau hai con chim đêm đến, họ chỉ chùm trăng chứ không đốt lửa. Đêm sa mạc lạnh và trăng càng khuyết thì càng tối. Suốt một tuần lễ liền, họ ít trò chuyện, chỉ trao đổi về những cách phòng xa cần thiết. Để tránh lạc vào những trận địa giữa, những, giữa các bộ tộc. Cuộc xung đột vẫn còn tiếp diễn, hẳn là cách chỗ của họ không xa vì thi thoảng gió tanh mùi máu và nhắc và gió nhắc nhở cậu đến thứ ngôn ngữ của dấu hiệu luôn luôn chỉ ra cho cậu những gì mà mắt cậu không thấy được và ngày thứ bảy nhà luyện kim đen quyết định dừng lại nghỉ sớm hơn thường lệ con chim ưng đang bay đi bay lại ông đưa bình nước ngoài cậu cậu sắp đến đích rồi đó nhà kim đen nói Tôi chúc mừng cậu vì đã đi theo con đường tiền định của mình. Trên đường đi, ông chẳng chỉ bảo cậu điều gì cả. Cháu cứ nghĩ rằng ông sẽ dạy cho cháu. Những điều mà ông biết, cách đây không lâu, cháu cùng đi trên sa mạc với một người có nhiều sách về thuật luyện kim đen, nhưng cháu chẳng học được gì từ những quyển sách ấy. Chỉ có một cách học thôi, nhà luyện kim đen đáp, đó là thông qua hành động tất cả những gì cần biết cậu đã học được trên đường đi rồi nhưng giờ còn thiếu một điều cậu muốn biết đó là điều gì nhưng ông mãi nhìn đăm đăm về phía chân trời tìm bóng dáng của con chim mừng tại sao người ta gọi ông là nhà luyện kim đan vì đó là nghề của ta khi những nhà luyện kim đan khác thử luyện vàng mà không thành công thì họ sai ở chỗ nào tại vì họ chỉ chủ tâm tìm vàng thôi người bạn đồng hành của cậu đó. họ tìm kho báu vốn nằm ở cuối con đường tiền định nhưng lại không chịu đi chọn con đường đó còn cháu phải học thêm bao nhiêu điều nữa cậu hỏi nhưng ông vẫn tiếp tục nhìn về phía xa chân trời rồi con chim ưng quay